Hello mọi người, hôm nay Nữ lại quay trở lại một video mới rồi đây. Dòng son mà Nữ soát cho mọi người xem ngày hôm nay là For Eve Daily Velveteen. Em này thì được biết đến với cái tên là em gái của Merzy. Cùng Nữ khám phá thử em này nha. Với thiết kế hình trụ tròn màu hồng cam pastel khá là nhẹ nhàng. Cọ son thì cũng kiểu là hình chiếc lá quen thuộc, có thể điều tiết được lượng son nè. Đợt này ra mắt thì hãng cho ra mắt 5 màu son mới. Cùng Nữ khám phá 5 màu son này nha. VT1 đỏ cam. Sắc đỏ và sắc cam trong cây son này thì cân bằng, không bị chọi quá. Màu son sẽ cực kỳ hợp cho các bạn từ da trung bình cho tới da trắng nha. Và lưu ý nó sẽ hơi làm xịn men răng của mọi người một chút xíu nhé. VT2 cam nâu gỗ. Lâu lắm rồi thì Nữ mới thấy lại cái màu son này. Màu này thì cũng khá là dễ dùng thôi, dù là da nào cũng đánh lên rất là đẹp nè. Nhưng mà Nữ khuyến khích mọi người nên đánh lòng môi nha, vì nhìn nó sẽ nhẹ nhàng, tự nhiên hơn. Còn khi phun môi thì nên kèm theo make up nhé. Bestseller của dòng này gọi tên VT3, đỏ gạch ánh hồng. Màu VT3 này thì có một phiên bản mini nữa và Nữ sẽ lên video sau nha. Màu son khá là đẹp, tôn da và trắng răng, hợp nhiều tôn da lắm á. Muốn soát màu son này đẹp nhất thì nên có kèm thêm một chút make up nữa nha, nhìn sẽ xinh hơn. So với mọi người đều thích VT3 thì Nữ lại ưng màu VT4 nhất nha, đỏ lạnh. Màu son này cực kỳ hợp với tông da của Nữ luôn, là tông da trung bình mà hơi ngả lạnh một xíu á. Khi mà Nữ đánh cái màu này thì kiểu làm cho gương mặt của Nữ nó bừng sáng luôn và nhìn rất là đẹp. Bà nào mà tone lạnh giống tôi thì rất là nên thử nha. Và màu son cuối cùng VT5 đỏ hồng dâu. Màu son này thì cũng sẽ hợp cho các bạn từ da trung bình cho tới da trắng thôi. Đánh lên thì cũng khá là xinh nè, kiểu dịu dàng đầm thắm mà khi đánh phun môi thì nhìn cực kỳ nổi bật luôn nha. Vậy là Nữ đã soát xong 5 màu son mới của nhà For Eve. Nếu mọi người thích dòng son này thì đừng quên like cho Nữ nha.